Nghe thấy không? Một, hai, ba, khui hàng. Ôi, một cặp luôn cả nhà ơi. Đó. Đó. Quá đã cả nhà. Đây, đây, khui hàng nè. Đó. Đó. Đó, gỡ lại một em chứ. Quá im. Đó. Khui hàng. Đó. Đó cả nhà. Đó. Phóng. Đó. Ok. Mến chào cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với video của Thận nha. Thì hôm nay Thận lại tiếp tục đi thăm là cá mọi người. Thì bây giờ Thận sẽ đi vào mà cái ao phía trong đây để Thận thăm trước, rồi có sản phẩm thì Thận chia sẻ đến cô chú, anh chị và các bạn mình xem nha. Giờ mình đi thôi cả nhà. Rồi, Thận vừa đến cái điểm thăm của Thận rồi. Mà thấy cảnh tượng như vậy không biết sao cả nhà, lành đít dữ nhiều. Xem nè. Bị chặt từ lưa luôn. Thôi để Thận xuống Thận thăm coi còn cái lời của Thận không. Thôi nãy giờ thăm mấy cái rồi, không dính cái nào cả nhà. Con cái. Ôi ôi, ơi được con cá lóc. Tự nhiên mới có sạch đó nha. Đây. Sản phẩm đầu tiên cả nha. Có lý quá. Rồi để Thận ớt máy Thận xử lý nó nha cả nhà. Rồi. Thận đến cái tiếp theo cả nha. Để Thận thăm coi. Ê có đồng đại, có đồng đại nhẹ nhẹ cả nha. Ủa. Ơi đừng có lóc cứng. Đi mấy cái sạc. Thôi để Thận xử lý nó. Này, ở trong cái kẹp này Thận có một cái này nha. Đang thầm này. Ê, rồi, có. Đồng đầy ra nha. Bự nhỏ thôi. Ôi, mấy con. Con cá lóc cứng với con cá lóc cọt. Rồi, đến sự xử lý luôn cả nha. Rồi. Ở trong kẹt Thận có một cái cả nha. Em ngu trời. Trời ơi, cái sạc. Sạc cả nha. Sạc to to không ta? Hay cả nha. Rồi, để Thận xử lý nó. Ở đây Thận con cái cả nha. Rồi. Khui hàng. Trời ơi. Có sạc. Bình thiên luôn. To to không. Quá đã cả nhà ơi. Cái này mà chiên rồi thôi thôi thầy luôn. Rồi để Thận xử lý nữa. Ở đây Thận con cái cả nhà. Điểm gì không? Điểm gì không đây? Đó. Ừ. Lóc cứng đó nha ơi. Đi mấy cái sạc. To to không? Trời. Có hơn không? Để đi. Bên này Thận có một cái để Thận thăm luôn. Đây. Đông đây. Rồi. Được mấy cái sạc nữa. Rồi để xử lý luôn. Rồi. Ở đây Thận còn cái cuối cùng luôn cả nha. Ê. Được cái đồng đại ta. Ồ. Được hai cái lóc cứng cả nha. Đó. Có lý quá ta. Rồi rồi, để Thận xử lý nó nha cả nhà. Rồi. Thận thăm cái ao này xong rồi cả nhà. Để Thận chia sẻ thành quả ở cái ao này cho cả nhà xem nha. Đây. Cái ao này được mấy cái lóc cứng nha. Với mới cái sạc. Ngon quá cả nhà, cái sạc bự bự không cả nhà. Giờ để Thận bắt vô xong rồi Thận đến cái điểm tiếp theo nha cả nhà. Trời.
Thận di chuyển đến cái điểm tiếp theo cả nhà. Để Thận xuống Thận thăm Thận chia sẻ cho cả nhà mình xem nha. Dạ, cái này xong rồi. Rồi xong. Cái lò đặt cái này mất tiêu rồi cả nhà. Bị lấy à. Thua luôn cả nhà. Cây đâu còn rồi đó nha, mất tiêu luôn, bị su cà na rồi. Ở đây có con cái này cả nhà, thôi coi hên quá không bị mất. Ôi ôi cái sạc bình thiên, cái sạc luôn đó nha. Rồi để mình chúc mừng quay miền Bắc nha. Quá trời buồn thiệt cả nhà. Xuống cái lợ đầu tiên nè, cái lợ đó là dính cá luôn á, thường hay dính lắm mà lại bị mất rồi. Ở đây thường có con cái, cái quốc luôn. Đây thường có một cái nè, dính gì không nè, chết luôn, chết quất luôn cả nhà ơi. Rồi ở đây thường có một cái nè cả nhà. Rồi ơi, đó đó cả nhà thấy không, thường vừa lại là nó giật nè cả nhà, nó giật nè. Trời ơi. Đó. Giật cả nhà. Đó đó. Nhà thấy không? 1 2 3 khui hàng. Trời ơi, một cặp luôn cả nhà ơi. Đó. Đó. Quá đã cả nhà. Trời ơi, cái lóc kìa. Quá đã luôn. Ui ui. Vô mảnh rồi. Con này vô lâu rồi nha. Quá đã. Trời ơi, nãy giờ. Nãy giờ mới được. Hai con cá lóc đã. Hết mệt luôn cả nha. Rồi. Để thằng bắt cái chuyện chia sẻ cho cả nhà mình xem nha. Ta nói nó phê cả nhà. Ôi ôi. Ôi ôi, thằng luôn. Nãy giờ từ sáng giờ lần đầu tiên mới dính nè. Ôi ôi, hai con nó bự chà bá luôn đó nha. Quá đã. Rồi để thằng bắt nó ra cái nha. Con lùi con nhỏ rồi chứ. Con đầu tiên này đó nha. Ôi ôi, nó đã. À, con này bự hơn nữa nè cả nhà. Ôi ôi, nó bự. Ôi ôi, nó bự nè cả nhà. Quá sức tưởng tượng trận này. Rồi để Thận ghi tiếp theo là tiếp tới cái tiếp nha cả nhà. Rồi Thận thăm cái điểm này xong rồi cả nhà. Dính được mới cái sặc với hai cái lóc, có hai cái lóc còn nhiều mấy lồng kia chết mất hết cái nữa cả nhà. Rồi để mình về cái điểm cuối cùng nha cả nhà.
Rồi Thận đến cái điểm tiếp theo cả nhà. Để Thận xuống Thận thăm, Thận chia sẻ cho cả nhà mình xem nha. Quá mệt này mà quá mệt cả nhà. Rồi ở đây Thận có một cái cả nhà. Trời đất ơi, thưa chết ngắt rồi, uống gì trời, cá lóc chết ngắt rồi. Trời ơi, hai con luôn, cá lóc cá chê nữa. Rồi tai nạn nghề nghiệp cả nhà. Rồi ở đây Thận có một cái này cả nhà. À, đó, 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 có đồng đậy rồi cả nhà, có đồng đậy rồi. Ok rồi đó, ok rồi đó. Đây đây, khui hàng nè. Đó. Ồ. Đó, gỡ lại một em chứ. Quá im. Đó. Ok, ok. Trời. Để Thận thầm cái kế tiếp rồi Thận bắt nó luôn cả nhà. Rồi. Trong cái kẹt này Thận có một cái nha. Ai. Nước trong Thận nhìn vô Thận thấy cá luôn rồi cả nhà. Con cá lóc cả nhà. Đó đó đó. Nè cả nhà, khui hàng nè. Khui hàng. Đó. Đó cả nhà. Đó, không biết đó. Ok. Ok em yêu. Chết con kia ủng quá. Đây. Hai em. Hai em nằm đây chút anh bắt nó. Rồi. Để Thận bắt ra Thận chia sẻ cho cả nhà mình xem nha. Ở đây dính ba lồng mà lồng kia bị đây cu xin rồi cả nhà. Đây. Dính được hai em. Hai em cả nhà. Quá đã cả nhà. Cái này thì nãy nó bị gắt cái hôm này Thận đem về cái này. Con đầu tiên nha. Con đầu tiên cả nhà. Đây. Quá im. Con này bự hơn con nãy luôn. Có cái ông đó ông chạy ngang ông dòm mình cả nhà. Đây. Có đã cả nhà. Rồi. Để Thận. Thận đi đặt lại cả nhà. Để Thận nhá hàng cho cả nhà mình xem thử nè. Ủa bữa nay im lắm cả nhà ơi. Bữa nay cá lóc nhóc luôn. Quá trời cá lóc luôn cả nhà. Rồi để lát Thận giờ Thận đổ ra Thận chia sẻ cho cả nhà mình xem nha. Rồi Thận giờ tới nhà cả nhà. Để Thận chia sẻ thành quả hôm nay của Thận cho cả nhà mình xem nha. Đây. Đây là thành quả hôm nay của Thận nè cả nhà. Cũng êm lắm nha nha. Được rồi. Ha. Một cá lóc. Hai em. Ba em. Bốn em. Bốn con bự một con. Mới cái sạc nha. Ồ, cái sạc bự bự không cả nhà, đã lắm. Cái sạc yên lắm cả nhà. Đây là số cá lóc nhảy được hôm nay nè cả nhà. Quá êm ha cả nhà ha. Rồi video hôm nay tới đây là xin kết thúc nha cả nhà. Thận chào tạm biệt cả nhà. Hẹn cả nhà vào clip tiếp theo của Thận nha. Cả nhà hãy cho Thận xin một like và một đăng ký. Cái đó là động lực để Thận làm những video tiếp theo nha cả nhà.